Xin chào các bạn. Hôm nay mình tranh thủ giới thiệu cho các bạn cách mà chúng ta làm phim hoạt hình 2D. Thế thì qua video này thì tôi muốn giới thiệu chi tiết khi mà chúng ta vẽ hoạt cảnh cho một nhân vật nào đó. Thì cái việc vẽ này chúng ta phải trước hết chúng ta phải chuẩn bị những việc như sau. Chúng ta phải có một cái cốt truyện. Bước tiếp theo là chúng ta phải vẽ phác họa từng cảnh một. Và trong mỗi một cảnh đó chúng ta muốn biến cái cảnh đó có animation, tức là chúng ta có thể làm cho các nhân vật của chúng ta chuyển động. Thì việc chuyển động này chúng ta đòi hỏi phải có sự đam mê. Thứ hai là có một cái sự cố gắng, quyết tâm, nỗ lực làm việc thì chúng ta mới có thể thành công được. Còn nếu như hoạt cảnh của chúng ta sơ sài và rất là khó có thời gian để chúng ta tỉ mỉ hơn thì cái cảnh nhân vật của chúng ta nó sẽ không được tốt đẹp, và lúc đó cái người xem người ta cũng ít xem. Nhưng mà cái bài dạy của tôi hôm nay thì thực ra là nó không được chi tiết, nhưng tôi cố gắng làm sao để chi tiết để các bạn có thể nắm vững được cái hoạt động chuyển động của nó. Thế thì đây là một cái tôi đang dựng một câu chuyện về chú bé thông minh. Thế thì cái concept ở đây thì được vẽ bằng bút chì. Tôi vẽ cái sự chuyển động của một con ngựa đang chạy. Thì chúng ta nhìn thấy là đây bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5 thì là đủ cho một cái vòng lặp con ngựa có thể phi một cách, tức là chạy với mức độ bình thường. Đây không phải là tăng tốc, mà đây là ngựa chúng ta gọi là, người ta gọi là phi như kiệu ấy. Ý nó có cái nghĩa là phi nước đại. Còn nếu nó phi mà mạnh mẽ hơn hoặc là nhảy qua những cái vùng khác nhau trong, như là trong cái cuộc chiến tranh ấy, thì những chú ngựa đó nó lại phi một cách khác. Đây là phi ở một cách là khoan thai, giống như là nó chạy bình thường thôi. Thế thì chúng ta phải có cái sự chuẩn bị, đó là concept. Đây người ta gọi là concept, là khái niệm hay là những cái vẽ phác họa để chúng ta có thể mô tả con ngựa chúng ta một cách tuyệt vời hơn. Thế thì chúng ta phải chú ý là chúng ta vẽ từng cái ô một. Nó có rất nhiều cái kiểu chuyển động bằng xương khớp cũng được. Nhưng mà xương khớp thì chúng ta chuyển động nó hơi cứng. Vì thực ra mà nói thì xương khớp để chỉ dùng cho những cái trường hợp cá biệt. Còn trong trường hợp này thì chúng ta nên là sử dụng là chúng ta vẽ, sau đó chúng ta sẽ chọn cycle và gắn vào những các trục vít của nó thì chúng ta có thể chuyển động rất là tốt. Thì Tom Bomb Studio ở đây thì thực ra thì tôi thấy là ở Việt Nam mình là ít người sử dụng. Và tôi là người, một trong những người sử dụng nhiều nhất trong cái Tom Bomb Studio. Bởi vì Tom Bomb Studio thì tôi khám phá là cái tính năng của nó rất là hoàn hảo. Và mỗi một phần thì nó cũng có những cái khác biệt. Ví dụ như Moho 12, bây giờ phiên bản Moho Enemy Moho 12 thì cũng là một cái phần mềm hiện nay rất ưa chuộng. Moho, nếu như mà chúng ta làm tốt được Moho thì chúng ta nhìn thấy là cái sự chuyển động Moho dẻo hơn trong Tom Bomb Studio. Dẻo thì so sánh hai cái thì nó cũng tương đương, nhưng mà vì chúng ta làm quen cái gì thì chúng ta sẽ khám phá cái đó. Nhưng về Moho thì nó phụ, tức là nó giúp chúng ta các hiệu ứng một cách là ít hơn. Ví dụ như khói lửa, mây, rồi nước, vân vân thì có khả năng là ít hơn so với Tom Bomb Studio. Và cái nghề hoạt hình ấy thì đòi hỏi chúng ta phải học vẽ trước. Khi học vẽ tốt rồi thì chúng ta có thể vẽ các nhân vật theo ý thích của từng phim chúng ta rất tốt. Chúng ta khai thác kho tàng cổ tích truyện Việt Nam này, khai thác kho tàng truyện cổ tích của các dân tộc miền cao này, rồi khai thác các truyện cổ tích của nước ngoài, vân vân. Hoặc là chúng ta có thể tạo ra những chuyện viễn tưởng theo ý muốn của chúng ta rất tốt. Những câu chuyện dân gian, rồi những các chuyện như là chỉ trích những thói hư tật xấu vân vân thì rất là tốt. Thì tôi nghĩ như vậy.
Thì bài hôm nay tôi giới thiệu chúng ta cái cách mà chúng ta vẽ trên Toon Bomb Studio. Thì để nhập cái concept này vào thì tôi giới thiệu qua một chút. Thì nó cũng chia thành một timeline. Timeline cho chúng ta hoạt động trên một dòng ngang, tức là các ô được nối liên tục với nhau. Mỗi một ô chính là một cái hình ảnh được lưu giữ trên ô đó. Đấy, lưu giữ trong ô đó. Và timeline này cũng giống như ở trong Moho mà thôi. Thì chúng ta có thể các bạn có thể sử dụng là Moho hoặc là Exposure Sheet. Thì cái này cũng được. Cái này nó là trục dọc, thì chúng ta có thể vẽ từng ô một. Hoặc là chúng ta chọn đây, chúng ta cũng có thể vẽ từng ô một. Mỗi một cái ngăn ở đây chúng ta tưởng tượng như các lớp trong layer, trong nó là chính là các layer trong giống như Photoshop của chúng ta hay sử dụng. Đấy. Thì đây là thanh công cụ, trên đây là một loạt các thanh công cụ để chúng ta có thể vẽ. Còn đây là những cái thanh chuyển động về xương khớp, rồi đây là những cái công cụ về motion để chúng ta có thể chuyển động rất là tốt được. Bảng màu của Toon Bomb thì thoải mái, chúng ta có thể sử dụng hệ màu RGB rồi CMYK rồi LAB vân vân. Chúng ta có thể sử dụng ở trong đây rất là sướng. Đấy, còn đây là nét bút của cái chổi chổi lông đây. Thì nét này nó không được trang bị đầy đủ như là bên trong các phần mềm như là Corel, Photo Paint vân vân. Thì những phần mềm đó thì nó sử dụng nhiều cái cọ khác nhau. Và chúng ta cũng đây cũng có cọ trơn mượt vân vân, thì chúng ta cũng thể điều khiển được nó cỡ to cỡ nhỏ. Thì việc đầu tiên để chúng ta có thể thao tác vẽ lại concept thì chúng ta có thể chọn import và nhận file. File ngựa của chúng ta ở đây thì file Photoshop là chúng ta vẽ concept rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có việc là chúng ta vẽ từng phần tử, tức là từng con ngựa ở phía trên. Thế thì để vẽ được ngựa phía trên thì chúng ta nhấp thêm một lớp nữa, tức là chúng ta sẽ để concept nằm im tại dưới. Và chúng ta chỉ ghi đây là lớp ngựa. Đấy. Thì ngựa là cái mà chúng ta, nó là hình ảnh ở dưới, đây là lớp ngựa. Thì tại đây chúng ta chọn cho mình là Insert Cell để chúng ta có thể vẽ cái ô đầu tiên. Chúng ta chú ý bật cái line này lên để cho nó sáng, để chúng ta có thể nhìn thấy rõ được cái lớp ngựa phía dưới. Sau đó chúng ta chọn cho tôi cái, nếu mà ngựa đỏ thì chúng ta chọn mực đỏ, ngựa đen chúng ta chọn mực đen, ngựa trắng chọn mực trắng, ngựa nâu chọn chổi màu nâu vân vân. Thì chúng ta có rất nhiều loại màu khác ở đây. Ngoài ra chúng ta có thể chọn màu trong hệ màu đây. Đấy, HSV vân vân, chúng ta có thể chọn vào đây, chúng ta kích vào trong kia. Thế thì ở đây chúng ta cộng màu nào, chúng ta ấn nhấn nút cộng thêm màu vào đó. Thì màu thì chúng ta yên tâm là nó đầy đủ như tất cả các phần mềm khác, không có gì không thiếu một cái chỉ số nào cả. Chúng ta muốn nó như nào thì nó sẽ được thể hiện như thế. Thế ở đây tôi vẽ con ngựa màu nâu chẳng hạn, tôi chọn mực màu nâu. Để phóng to trong Toon Bomb thì các bạn ấn phím X nhé. Các bạn nhấp chuột đây ở phím X, giống như Photoshop đấy. Đấy, phím nhỏ hơn là Z, cần chôn cộng và cần chôn trừ trong Photoshop thì tương ứng với X và Z ở trên bàn phím. Phím X và phím Z, đúng chưa? Rồi, tiếp theo này, để co các vị trí như là bàn tay chuột hình, bàn tay chúng ta ấn phím Space, phím cách như Photoshop. Các bạn sử dụng Photoshop rồi các bạn rất là dễ dùng. Đấy. Vậy thì tôi sẽ vẽ hình ngựa đầu tiên. Ở đây ô đầu tiên tôi vẽ hình ngựa đầu tiên. Chú ý là phải nhấp vào ô này nha, thì nó sẽ hiểu là đang vẽ trên ô này. Tôi cho co rộng này lên. Đấy. Tôi chọn cái chổi. Các bạn vẽ theo chổi thì vẽ đến đâu tôi sẽ giải thích cho các bạn đến đó. Tôi chọn con chổi nhỏ để tôi vẽ cái lưng này. Đấy, tôi vẽ to lên và tôi chọn chổi. Nét bút hơi to thì tôi có thể cho nét bút nhỏ xuống. Tôi cho maximum nhỏ xuống một chút. Tôi chọn Ctrl Z ở đây.
Đấy, nhỏ rồi đúng không? Ta xóa cái này đi. Rồi, để tôi xóa này đi thì tôi sẽ vẽ theo concept. Các bạn chú ý nha. Đấy. Và công cụ sử dụng đâu tôi sẽ nói về tính năng của nó. Chúng ta chú ý là nối các vị trí. Và các bạn biết một phim hoạt hình thì người ta phải sử dụng rất nhiều thời gian để người ta vẽ chúng ta mới được một phim hoạt hình. Chứ không có sẵn là hình người ta có ngay được, mà chúng ta phải gì? Chúng ta phải bỏ công sức lao động ra để chúng ta vẽ. Con ngựa hoạt hình của chúng ta thì thực tế nó không cần phải chính xác 100%, nhưng mà nó cũng có thể giúp chúng ta đưa lên một khái niệm về ngựa cho các em thiếu nhi xem. Rồi, đấy, tôi đang vẽ cái hình dáng của con ngựa trước là concept. Các bạn chú ý nha, phím C cho các bạn quay tròn cái con ngựa hình ở dưới để cho chúng ta có thể là vẽ theo đường nét nó vuốt nó dễ hơn. Đấy. Hoặc Shift C để các bạn lại trở về vị trí ban đầu. Chúng ta chú ý cho nó quen tay. Rồi bây giờ tôi phóng to cái chỗ này lên. Tôi ấn phím C một tí, tôi vẽ được cái ức ngựa. Tôi vẽ ức ngựa nó sẽ không bị cong, bởi vì ta vẽ một hướng thì rất là khó. Giống như chúng ta xoay giấy trên bàn ấy để chúng ta vẽ. Cắm đầu chồng bông lên chúng ta vẽ đúng không? Rồi. Đấy. Rồi chúng ta có thể vẽ các đường nét để cho cái con ngựa nó có cái dáng chân. Chỗ nào mà các bạn thấy ta vẽ nó không được đẹp thì các bạn có thể sử dụng là Ctrl Z lại. Chúng ta cố gắng làm sao để vẽ được cái con ngựa nó có sức sống mãnh liệt như vậy. Xương vó ngựa thì rất là cứng, chúng ta thấy là các khớp, các khỉu, cơ xương vân vân, chúng ta đều có thể. Chúng ta vẽ chân này. Và sau khi chúng ta vẽ xong thì chúng ta được hình dáng con ngựa như này. Rồi bây giờ chúng ta có thể vẽ đến phần đuôi của ngựa. Đuôi ngựa chúng ta có thể to này lên. Chúng ta cho đuôi ngựa chúng ta bông lên một chút, sau này chúng ta sẽ vẽ nó chi tiết hơn đúng không?
Và đây là cả cái đuôi của chúng ta đây. Để chúng ta có thể đây là vô phết của phần chúng ta tạo 3D, tức là cái ngựa mông của nó nổi lên. Đấy, hoặc là xương chỗ này. Xong rồi, chúng ta sẽ thử tắt cái này đi. Chúng ta được một chú ngựa. Ta chưa tô màu đúng không? Lát nữa ta tô màu sau. Thế thì để tô màu luôn thì chúng ta có thể tô luôn cho nó. Tôi tô cho con ngựa màu này. Với ngựa màu đỏ này của chúng ta có thể phớt nó lên với những màu khác. Đấy, vì ngựa là có ngựa màu đỏ đúng không? Bây giờ ta đã vẽ xong hình ngựa thứ nhất. Việc tiếp theo là chúng ta vẽ hình ngựa thứ hai. Để vẽ hình ngựa thứ hai thì các bạn có thể làm như này, ta vẽ lên một đoạn đây. Các bạn cho expo là để cho nở cái lớp ngựa ra đến phía này. Đấy. Cái ảnh này thì con ngựa này đến ảnh tiếp theo ta đến cho nó đến đây. Để ba ô này, bốn ô này là một cái bước giữ nguyên. Để chúng ta thấy là ngựa bước 1 nó chạy đến đây. Đó. Bây giờ tôi sẽ vẽ bước tiếp theo là đến con ngựa này. Ngựa này thì tôi phải insert cell vào đây. Insert cell đây. Để tôi có thể là vẽ con ngựa này và tôi kéo đặt nó sang vị trí này. Đấy, các bạn chú ý nhá. Bây giờ tôi vẽ con ngựa tiếp theo chỗ này.
các bạn chú ý là con ngựa đỏ này, thì lát nữa chúng ta cũng phải màu số 17 đúng không? Rồi chúng ta sẽ vẽ chi tiết màu số 17. Chúng ta chú ý là chúng ta chỉ cần từng ý bước thôi là có thể là tạo ra một con ngựa chạy rồi. Các bạn chú ý nhá. Bây giờ ta phóng to này lên. Đấy, tôi làm áp dụng giống như Photoshop, ta có thể vẽ dễ dàng. Ngựa là có một móng nha, các bạn chú ý nhá, ngựa không phải là hai móng chân đâu, mà giống ngựa nó chỉ có một móng thôi. Các bạn càng kéo dài nét bút thì nó càng mượt hơn, nếu chúng ta vẽ chậm từng đoạn một thì nó sẽ không được mịn. Chúng ta vẽ lên cái cổ ngựa. Đây là vẽ cái vòng của cái bụng, thì chúng ta biết là cái con ngựa chúng ta có thể vẽ được những cái vòng khung này để làm nổi cái 3D của con ngựa lên.
ta quay về kia chúng ta nhìn thấy ngựa bên cái này đấy màu đỏ này nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lót và cái đồng chí nhớ, các bạn nhớ cái này là công cụ thừa màu nhá, 18. Vậy thì chúng ta sẽ vào đây chúng ta tô bên 18. Nó đang bị hở chỗ nào đó đúng không? Chúng ta quan sát, ta phóng to lên để ta xem nó hở màu chỗ nào. Khi mà một đoạn, đoạn tai này, khi một đoạn mà nó bị hở ấy, thì nó sẽ không nổi lên nữa. Con ngựa của chúng ta bây giờ chúng ta có thể vẽ trong màu đỏ. Bước tiếp theo là chúng ta lại expo cái này lên một cái. Expo đó. Và bước bây giờ thì tôi sẽ vẽ tiếp tục một cái khung nữa. Excel mới. Insert Excel mới. Insert Excel mới thì tôi vẽ chú ngựa này. Tiếp theo chú ngựa này, cuối cùng là chú ngựa này. Chúng ta vẽ được hai rồi. Tôi vẽ dùng số 18. Đó.
bây giờ tôi vẽ tiếp bên chân. Các bạn kiên trì xem hết video này các bạn sẽ thấy cái hiệu quả của nó. Còn nếu bạn nào mà xem nửa chừng thì chắc là các bạn sẽ rất là khó để chúng ta có thể tiếp cận học hỏi. Vì không có việc gì khó thì sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt sẽ làm nên. Đấy, các bạn chú ý cái này nhé. Đấy, cái vó thứ hai. Tôi đang vẽ theo concept là sắp xong rồi. Bây giờ tôi vẽ tiếp cái phần đuôi và lưng. Rồi bây giờ tôi đổ màu số 18. Nó đã chỉnh về vận tốc. Rồi. Đấy. Bây giờ tôi chuẩn bị vẽ nốt hai con cuối và chúng ta sẽ thấy là sự tác dụng của nó. Các bạn theo dõi nhé. Bây giờ tôi vẽ chú ngựa cuối cùng, chú ngựa gần cuối. Tôi vẽ phóng to đây. Chú này. Đó. Rồi. Và tôi chọn số 18. Chúng ta càng vẽ chúng ta lại càng thế. Hai
bạn mà xóa đi các bạn dùng tẩy này nhá. Bây giờ tôi đổ mực số 18 vào. Và bây giờ tôi cho con này chạy đến đây. Bước tiếp theo là vì chú ngựa cuối cùng lại gặp chú ngựa này. Bây giờ tôi sẽ điều chỉnh chú ngựa đây.
ta tắt đi cái hình này. Đấy. Con ngựa nó chuyển động của chúng ta với bước chuyển chậm. Vậy thì chúng ta sẽ xóa bớt đi từng cái một. Ví dụ như là đến đây. Tôi xóa ba cái này đi. Đến đây thì tôi xóa lên đây. Đó. Đó, đến đây. Tôi xóa mất đi. Ta nhìn thấy ngựa. Tất nhiên là tôi phải xóa này đi rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo vòng tròn nhé. Chúng ta chọn từ đây đến đây. Chọn hết cái phần này. Nó chia làm 4 phân đoạn. 1 phân đoạn, 2 phân đoạn, 3 phân đoạn, 4 phân đoạn. Bây giờ ta sẽ lặp lại. Ta sẽ chọn là Cycle. Chúng ta cho bước nhảy 100. Đấy. Bây giờ các bạn nhìn ngựa phi. Đấy. Con ngựa của chúng ta phi rất đẹp đúng không các bạn? Đấy. Ngon lành cành đào đúng không? Rồi. Ngựa chuyển động rất là đẹp và sáng sủa. Với bài này thì sẽ giúp cho các bạn sẽ chúng ta sẽ làm cho con ngựa nó chuyển động một cách đẹp đẽ hơn, sống động hơn. Đấy. Và bây giờ ta sẽ cho cái nền này ta xóa nó đi. Đó. Ta cho một cái cảnh import một cảnh trên. Rồi, tôi sẽ cho một cái rồi em bạn chuyển xuống lớp dưới. Đưa chuột về đây nhé, ta chưa đưa chuột về ô đầu. Tôi nhập lại. Bạn đưa xuống thế này. Sau đó các bạn expose đến và chúng ta cho thu nhỏ cái phần hình này xuống. Các bạn cho các bạn chọn công cụ này tên này các bạn cho thật to này. Bây giờ ta cho ngựa chạy nhé. Bây giờ ta cho ngựa chạy này. Các bạn cho nó ở đây. Đó, ta kéo này. Các bạn có thể cho cái hình này rộng hơn một chút nhé.
Bây giờ các bạn chọn cho tôi cái phần camera. Các bạn chọn camera. Rồi bây giờ các bạn lên phía trên các bạn chọn công cụ Notepad này. Các bạn chọn nút này, các bạn phi xuống. Rồi các bạn nhìn thử nhé. Tuyệt vời đúng không các bạn? Rồi. Chúng ta tiếp tục từ đây, chúng ta có thể kéo tiếp. Kéo tiếp được rồi. Rồi các bạn nhìn cảnh nhé. Thì tôi vừa dạy xong các bạn phần chuyển động, các bạn sẽ áp dụng cái này để chúng ta làm phim. Bài học hôm nay đến đây là hết. Xin chào các bạn.